Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh Tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Su-30 khai hỏa phá hủy tàu quân sự gần đảo rắn. Ukraine quyết tiếp cận Tokmak trước những cơn mưa mùa thu. Mỹ nói Nga đang đàm phán mua đạn từ Triều Tiên. Tên lửa tập kích Crimea, Nga khai hỏa phòng không bắn hạ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến đấu cơ Su-30 đã phá hủy một tàu của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông đảo rắn ở Biển Đen. Su-30 khai hỏa phá hủy tàu quân sự gần đảo rắn. Tại Biển Đen, phía đông đảo rắn, phi hành đoàn tiêm kích Su-30 của Nga đã phá hủy một tàu quân sự cao tốc cùng thủy thủ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu trinh sát khác của Ukraine bị Su-30SM Nga tiêu diệt vào hôm 22 tháng 8 trong khu vực nhà máy xử lý khí đốt ở Biển Đen. Nga tiếp tục chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbas. Chiến dịch này được Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngày 24 tháng 2 năm 2022 trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, được cho là do quân đội Ukraine pháo kích. Ukraine quyết tiếp cận Tokmak trước những cơn mưa mùa thu. Khi những cơn mưa mùa thu ở miền đông Ukraine đang tới gần, quân đội Ukraine quyết tâm tiếp cận Tokmak. Tuy nhiên, họ mới chỉ tiếp cận được tuyến phòng ngự chính của quân đội Nga tại đây. Vào ngày thứ 551 của cuộc xung đột Nga-Ukraine, bước tiến của Ukraine đã có những chuyển biến. Mặc dù quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trên hướng Zaporizhzhia, nhưng nhiều đơn vị quân đội chính quy của Nga hiện vẫn chưa được tung vào chiến đấu và lực lượng dự bị của Nga vẫn là một ẩn số. Cuộc phản công của quân đội Ukraine đã gần 3 tháng. Việc vượt qua bãi mìn và các vật cản được Nga xây dựng liên hoàn, hiểm hóc, không hề dễ dàng. Chính các tướng Mỹ cũng thừa nhận nếu không có ưu thế trên không, đối mặt với tình huống như vậy, quân đội Mỹ sẽ không tấn công. Trên hướng tiến công chủ yếu ở phía nam thị trấn Orekhiv thuộc tỉnh Zaporizhzhia, việc đột phá qua cửa tử Robotino, Verbovi, Novoprokopivka nhằm tiếp cận Tokmak đã khiến 6 lữ đoàn của Ukraine mất sức chiến đấu và phải rút về tuyến sau củng cố lực lượng. Riêng ở lò vôi Robotino, trung bình một ngày có 300 quân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu. Các mũi đột phá của quân đội Ukraine tại hướng Orekhiv chủ yếu bằng các đợt xung phong dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh. Sau khi tiếp cận các làng Robotino, Verbovi, Novoprokopivka, con đường đến Tokmak được mở ra. Vào ngày 24 tháng 8, Sở Chỉ huy Tiền phương của quân đội Nga đã chuyển về phía nam. Tại cửa tử Robotino, quân đội Ukraine đã thay đổi chiến thuật, đồng thời đột phá vào bên sườn Robotino là làng Verbovi và Novoprokopivka dọc theo lối đi mở ở giữa, mục đích nhằm bao vây Tokmak. Và mục tiêu của quân đội Ukraine dường như đã rất rõ ràng. Trên bản đồ cập nhật hàng ngày, quân đội Ukraine dường như đang bao vây Tokmak từ 4 hướng, tập trung vào cả chính diện và hai bên sườn. Kobani ở điểm A vẫn đang tiến lên, Novoprokopivka tại điểm B, hiện là khu vực gần Tokmak nhất. Quân đội Nga tại đây đã tăng viện sư đoàn dù tinh nhuệ số 76. Có thể tưởng tượng quân Ukraine đang quyết tâm tấn công như thế nào. Lực lượng vũ trang Ukraine tại điểm C là làng Ocherevato nhằm hỗ trợ sườn của Verbovi và bảo vệ sườn tấn công của quân Ukraine. Tại điểm D là làng Verbovi, quân Ukraine đã tiếp cận. Quan sát từ điểm A đến điểm D với mặt trận rộng gần 12 km, quân Ukraine đang tiến lên đều đặn bằng chiến thuật làn sóng người. Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc quân Nga bố trí đội hình túi và đợi quân Ukraine tiến vào vòng vây để tiêu diệt. Hiện quân đội Ukraine chỉ cách Tokmak chừng chục km. Điều thuận lợi là họ đã chiếm được ngọn đồi cao 169 m ở phía đông làng Novoprokopivka, nơi pháo binh được triển khai và bắn phá phía Bắc và phía Nam. Chuyên gia quân sự Nga Vasily Dadikin nói về tình hình ở điểm nóng nhất của mặt trận Zaporizhzhia. Theo ông Dadikin, quân đội Ukraine đã tiếp cận được trung tâm làng Robotino, nhưng cuộc phản công của Nga sẽ sớm diễn ra khi các đơn vị dự bị được điều động đến khu vực. Mặc dù phía Ukraine liên tục tuyên bố họ đã tràn ngập được cửa tử Robotino, nếu tổ chức tấn công xuống Tokmak sẽ bị quân Nga tấn công từ hai bên sườn. Tại phía nam làng Robotino có một hệ thống các chiến hào, hầm đào và đường hầm ngầm của Nga được kết nối với nhau, cho phép quân Nga thuận lợi trong việc vận chuyển quân, vũ khí và đạn dược từ các đơn vị chiến thuật khác nhau dọc theo mặt trận, cùng với đó là các bãi mìn, trận địa hỏa lực, ngăn cản bước tiến của quân đội Ukraine. Bất chấp tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine về các đơn vị của họ đã sẵn sàng cho việc thông chốt Robotino và thọc sâu xuống Tokmak, thì các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cho rằng các vị trí của binh sĩ Ukraine ở Robotino hiện nằm trong tầm sát thương hiệu quả của hàng loạt tuyến phòng thủ tiếp theo của Nga. Để tăng cường hỏa lực cho lực lượng tiến công trên hướng Robotino, không quân Ukraine cũng đã sử dụng bom lượn có điều khiển JDAM của Mỹ viện trợ, có trọng lượng từ 230 đến 960 kg, được thả ở khoảng cách mục tiêu 40 đến 75 km. nhằm phá hủy các công sự kiên cố bằng bê tông của quân đội Nga. Truyền thông Ukraine cũng đã công bố đoạn video về một số vụ nổ được cho là do bom của JDAM. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin hoạt động quân sự đặc biệt vào ngày 27 tháng 8 cho biết hai cường kích Su-25 của không quân Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ ở Malaya Tomaka và Novo Daniloka, vùng Zaporizhzhia. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ tin rằng tuyến phòng ngự kiên cố của Nga tại Robotino là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị cho một cuộc tấn công của Ukraine. Nếu quân đội Ukraine vượt qua được Robotino, lúc này mới thực sự chạm vào tuyến phòng thủ chính của quân Nga và các trận đánh cận chiến sẽ diễn ra. Thiệt hại của hai bên chắc chắn sẽ càng lớn hơn. Theo các phóng viên quân sự Nga, các trận đánh giữa quân đội Nga và Ukraine tại trung tâm làng Robotino vẫn đang diễn ra ác liệt. Quân Nga tiếp tục phản công trong làng bằng hỏa lực pháo binh và không quân, trong đó sử dụng cả bom hạng nặng. Như vậy, mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch này là thông chốt qua cửa tử Robotino và nhanh chóng thọc sâu xuống Tokmak trước khi những cơn mưa mùa thu sẽ biến mặt đất trở thành túi bùn khổng lồ, nhưng có thể thấy quân Ukraine cũng đã dần đuối sức. Các tình nguyện viên làm công tác thương binh, tử sĩ của quân đội Ukraine tại mặt trận Zaporizhzhia cho biết họ ngày phải chôn cất từ 300 đến 400 tử sĩ ở mặt trận chuyển về. Như vậy, một lữ đoàn của Ukraine tồn tại chưa được một tuần chiến đấu. Mỹ nói Nga đang đàm phán mua đạn từ Triều Tiên. Nhà Trắng cho biết Nga đang bí mật đàm phán nhằm mua đạn dược và vật tư quân sự từ Triều Tiên để dùng cho cuộc xung đột Ukraine. Các cuộc đàm phán về vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển tích cực, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói thêm rằng trọng tâm của các cuộc đàm phán là cung cấp đạn pháo cho Moscow. Ông Kirby cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp tên lửa và rocket cho Nga từ năm ngoái, thêm rằng số vũ khí này được phân bổ cho tập đoàn Wagner sử dụng. Quan chức Nhà Trắng nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Triều Tiên vào hồi tháng trước để tìm cách mua thêm đạn dược dùng cho chiến dịch tại Ukraine. Mỹ, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó đã ra tuyên bố chung tại Liên hiệp Quốc rằng mọi thương vụ mua bán vũ khí của Nga và Triều Tiên đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc về cấm các thỏa thuận trao đổi khí tài quân sự với Bình Nhưỡng. Các nước này cũng nhận định một nhóm quan chức Nga đã tới Triều Tiên sau chuyến thăm của ông Shoigu để đàm phán các bước tiếp theo trong quá trình mua vũ khí. Triều Tiên và Nga đã nhiều lần bác cáo buộc Bình Nhưỡng chuyển vũ khí cho Wagner, giới chức Nga gọi đây là tin giả, trong khi Triều Tiên cáo buộc Mỹ cố gắng bôi nhọ hình ảnh của họ bằng cách vẽ ra những thứ không tồn tại. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Bình Nhưỡng đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Moscow. Triều Tiên nhiều lần công khai ủng hộ Nga tại Liên hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng chính sách bá quyền và độc đoán của Mỹ và các đồng minh phương Tây là nguyên nhân dẫn đến chiến sự. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm 14 tháng 8 đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 78 năm chấm dứt thời kỳ Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, bày tỏ mong muốn quan hệ song phương phát triển thành quan hệ chiến lược lâu dài phù hợp với nhu cầu của mọi thời đại mới. Trong thư hồi đáp, ông Putin cũng khẳng định sẽ tăng cường quan hệ song phương với Triều Tiên. Tên lửa tập kích Crimea, Nga khai hỏa phòng không bắn hạ. Giới chức Nga tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một tên lửa của Ukraine ở phía đông Crimea trong đêm qua. Lực lượng phòng không đã bắn hạ một tên lửa hành trình ở phía đông Crimea. Tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn tin chính thức, Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết. Cố vấn của lãnh đạo Crimea, Oleg Karyukov cho biết các mảnh vỡ của tên lửa trên bãi cỏ khiến cho cánh đồng bốc cháy. Các quan chức Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tên lửa bị cáo buộc do Ukraine phóng vào Crimea. Cùng ngày, Alexander Bogomat, thống đốc vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới phía đông bắc Ukraine cũng cho biết hai máy bay không người lái UAV đã bị bắn hạ. Hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở vùng Bryansk, ông Bogomat cho biết, đồng thời xác nhận không có thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên, chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!